Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của TECHRUM và mình là Diễm Trang. Hiện tại trên tay mình đây là một cái chiếc ổ cứng và nó có dung lượng là 1TB. Nhưng mà cái ổ cứng này thì tất nhiên là cái bề ngoài của nó không được đẹp lắm, cũng không tính thẩm mỹ và nó cũng chỉ có thể là dùng để lưu trữ những cái dữ liệu cũng như là những cái mà các bạn muốn backup mà thôi. Mà ngày hôm nay thì mình muốn mang đến các bạn một cái chiếc điện thoại mà nó có cái dung lượng bằng cái này, chính là 1TB. Và tất nhiên rồi, với một dung lượng khủng như vậy và nó là điện thoại thì các bạn có thể là nghe gọi, chơi game cũng như là lướt web. Và đó là gì? Hãy theo dõi video ngày hôm nay nhé. Và chiếc điện thoại mà Diễm Trang muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay đó chính là chiếc Samsung Galaxy S10 Plus. Phiên bản rất là đặc biệt là phiên bản bằng gốm ceramic và mình đang có đây là cái bản màu black là màu đen. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta sẽ có bộ nhớ rất khủng, chính là 1TB. Và thoạt nhìn ở bên ngoài thì nó cũng giống như những cái chiếc Galaxy S10 Plus phiên bản trước mà mình đã từng mở hộp, cho nên là ngày hôm nay thì mình cũng không có mở hộp bởi vì phụ kiện thì nó cũng tương tự như vậy mà thôi. Nhưng mà mình sẽ cho các bạn xem đây ở phía sau mặt lưng của nó, đây chính là mặt lưng bằng gốm. Thì với cái việc mặt lưng bằng gốm này thì nó sẽ cho các bạn cái chất lượng hiển thị nó sẽ được tốt hơn này. Và ngoài ra nữa đó, và khi mà Diễm cầm cái chiếc Galaxy S10 Plus phiên bản bằng gốm này á thì cái trọng lượng của nó mình cảm thấy là nó sẽ nặng hơn cái phiên bản S10 Plus mà bằng kính bình thường, và nó sẽ nặng hơn là đâu đó khoảng là 23g. Em này thì là 198g, còn cái phiên bản bình thường S10 Plus thì là 175g mà thôi. Nên là những bạn nào kiểu mà thích có một cái sự mà nó đầm tay chút xíu thì em này sẽ là một cái lựa chọn thích hợp cho các bạn. Rồi, và điểm qua một chút xíu về cái chiếc S10 Plus thì những cái mà gọi là những cái trang bị mà tân tiến cũng như là đỉnh cao cho em này mới là sự trang bị bộ 3 camera sau này, màn hình tràn viền Infinity-O, cũng như là chúng ta sẽ có camera selfie kép ở dưới. Và rồi em này thì đang dùng chip là Exynos 9820, đây là cũng là một con chip mới của nhà Samsung. Mình sẽ tạm bỏ qua những cái thông số và mình phải nói đến cái điểm đặc biệt mà chiếc S10 Plus ceramic này màu black mang lại, chính là cái bộ nhớ trong 1TB. Như vậy thì 1TB thì chúng ta có thể làm gì? Với 1TB này thì các bạn có thể là lưu trữ khoảng là 310.000 những cái tấm hình. Và mình đây, mình có một số những cái tấm hình lúc mình đi Thái Lan. Và đặc biệt là mình nhẩm tính đâu đó là bình thường á, một ngày của Diễm Trang thì sẽ có khoảng chừng ít nhất là 5 tấm hình. Thì trong vòng 1 năm mình sẽ có thể mình sẽ chụp được đâu là 1.820 mấy tấm hình. Và nếu mà chia ra 310.000 tấm hình thì Diễm Trang sẽ phải chụp hình trong khoảng là hơn 170 năm thì Diễm Trang sẽ lấp đầy được cái dung lượng của nhớ 1TB này. Và mình không biết là mình có thể sống được đến 170 năm sau đó hay không nữa. Thì cứ để xem biết đâu mình ăn ở tốt mà mình được sống dài thì sao. Và nếu như các bạn là một người không có đam mê chụp hình thì mình thích về âm nhạc thì với cái dung lượng 1TB này các bạn có thể là lưu trữ là 200.000 bài hát với đâu đó dung lượng mỗi bài là 5MB. Và nếu như các bạn không thích nghe nhạc luôn mà các bạn muốn trải nghiệm những cái tựa phim đỉnh cao với chiếc siêu phẩm là S10 Plus Ceramic Black 1TB này thì các bạn có thể là tải là 500 bộ phim với Full HD, chất lượng Full HD, và dung lượng của mỗi tập phim sẽ là khoảng 2GB. Nhưng mà thì một cái điểm tiếp theo mà mình muốn nói đến các bạn nữa là một số bạn sẽ nói là cái dung lượng này nghe thì cũng khủng rồi đấy, nhưng mà kiểu mà RAM vẫn để cái RAM cũ là 6GB thì nghĩ chắc cũng lắc lòi ra hoặc nó lèo tèo. Nhưng không, chiếc S10 Plus Ceramic phiên bản mà mình đang có ở đây thì được trang bị là 12GB RAM. 12GB RAM đó, các bạn biết 12GB RAM có nghĩa là gì không? Có nghĩa là các bạn có thể là thoải mái tung hoành lướt web qua những cái ứng dụng khác nhau mà các bạn không cần phải là mỗi khi mà xài xong phải lên liền mới hay, các bạn để tùy thích vài ngày sau rồi các bạn dọn dẹp nó cũng chẳng bị lắc, rồi cũng sẽ không có hiện tượng mà bị cái gì mà các bạn đi qua nhiều app thì nó sẽ bị crash hoặc là bị disk ra. Cho nên là những cái trải nghiệm cho chiếc S10 Plus này với phiên bản là 12GB RAM và 1TB dung lượng lưu trữ thì mình nghĩ đây là một cái gọi là rất là hoàn hảo, và sẽ hoàn hảo hơn nữa khi các bạn nghe cái tin này mà Diễm Trang muốn gửi đến các bạn. Đó chính là hiện tại thì giá bán của chiếc Samsung Galaxy S10 Plus Ceramic Black 1TB nó đang có giá là 33.990.000. Thế nhưng kỷ niệm nhân dịp là chặng đường 10 năm của dòng Galaxy S thì Samsung đã giảm đi 10 triệu, là em này chỉ còn 23.990.000 thôi. Bình thường ấy á, với cái giá là 23.990.000 các bạn chỉ mua được S10 Plus phiên bản cũ 128GB mà thôi. Đấy, cho nên là mình nghĩ là nếu như những bạn nào á mà thực sự là fan của Samsung mà đã bỏ lỡ cái dịp trước rồi thì mình nghĩ đây chính là một cái dịp cơ hội rất rất đặc biệt. Và đó là limited luôn, biết sao các bạn biết sao, bởi vì em này sẽ có phiên bản giới hạn và sẽ bắt đầu mở bán từ ngày 26 tháng 5 đến khi hết máy thì thôi. Mình không biết là số lượng máy bao nhiêu nhưng mà cứ đến hết máy thì thôi, cứ 26 tháng 5 mở bán ra 23.990.000 đến khi hết máy. Những bạn nào mà đang thích thì các bạn hãy nhanh chân order cũng như là truy cập những cái thông tin. Mình sẽ để cái đường link bên dưới để các bạn truy cập và các bạn rinh về chiếc Samsung Galaxy S10 Plus Ceramic Black 1TB này nhá. Rồi, và khi các bạn xem xong video này thì các bạn tất nhiên là đừng quên để làm một nút like, ấn một nút share cũng như là subscribe, đặc biệt là subscribe để ủng hộ cho TECHRUM của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.